OK, hello, chào các bạn nhá. Chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel Quang Linh Vlog của Trần Châu Phi. Hôm nay là một video rất là đặc biệt, đó là ăn mừng 3 triệu người đăng ký của kênh Quang Linh Vlog nha các bạn. Quá tuyệt vời. Hôm nay là đưa cả loa mua gạo rồi là đùi gà lên trên bản là phèo. Đêm tối nay là quẩy hết mình nữa nha các bạn. Đưa cả dàn loa DJ với gì đến luôn nha. Đấy, rồi về đây rồi. Chắc chắn là quẩy buổi đêm, chập đêm mới về. Tại vì hiện tại bây giờ là 3 giờ chiều rồi. Đấy, hiện tại là cơm với là đùi gà với gì đã xong rồi. Thì bây giờ là sẽ cho mấy em nhỏ và tất cả những người già ăn trước đi. Rồi sau có thể là nhảy. Thì video này thì mình cũng xin cảm ơn tất cả mọi người
đã luôn ủng hộ anh em mình, anh em Team Châu Phi và cũng như là kênh Quang Linh Vlog của Hiếu Châu Phi đã đạt 3 triệu người đăng ký. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành cùng anh em mình nhá. Bây giờ là đến lượt phần ăn, ăn uống xong là nhảy đấy. Thôi, đa bà ra tù nhá, đa bà ra tù, đa bà ra tù nhá. Rồi, lôi con ăn chưa? Có mẹ? À, rồi, Pika đi, Pika kì. Rồi, cất cái này đó. Rồi, Pika đôi phi là nhá. Đôi phi là, tres phi là. Mama, chú đã tiết ra nhá. Tiết ra buka đủ sổ. Aumenta arroz muôn tù. Thế thì buka đủ sổ nhá. Đúng mai về lưu tắm mẹ. Đấy, người lớn là cho ngồi đấy nhá. Bây giờ là thanh niên bây giờ đứng nhảy rồi. Đứng nhảy rồi các bạn này. Thank you.
Hey!